Sus day nè, khi nhung thì cá nhung thưa video từ bộ bẹp bòn tình năng à ha đủ có Australia được có dương score the Australia World Scholarship nâng nhung cho chơi tổng bi overview này program nâng eligibility criteria có đôi chia ở website thì dương ai cho tôi mơ là sẽ có chia lại được có program này dương chọn thiệt nâng video ngày ní nhung chọn go a bit into detail bẹp bòn tình năng ca chơi rớ một vị trí có đôi trí sẽ có chia lại nó bị để dưỡng đại hai đầu cổ xử lý nữa. Trong video này nhóm nâng cover bi cho nó thì mỗi cư dương nâng go through website Crisco để chia website để dưỡng mơ nó ca cho được một vị trí có đôi trí sẽ có chia lại nó dương go through nâng thằng ở khía hay mơ thả tao dương cô chơi được program tam là biệt nè hay cho mình tiếp bí cứ nhóm nâng chân chết ông bí cái thi riêng mà chúng muốn này nè ở khnề ad do mà consider nè về này nè ở khnề chơi được sọc chơi lại xem mẹ hai đồ cọ ấy nè ok chẳng dương cho tận đó cho nó tìm mũi cứ go through website Crisco nắng tận ở khnề chẳng nó không là application form cứ nè ở khnề thử chơi được sọc chơi lại chúng muốn pi cứ miền preference pi không cả này là chúng được tìm mua dương ở chỗ cháy dương ai chỗ từ chúng được tìm pi bằng tay nhưng cần tham vi chiều cả này cũng rõ phù nhóm ăn gì bán tha và hai chữ cây sắp hiện rồi vậy này ở khía ad chỗ nơi không mà sẽ là preference tìm mua nhưng bằng tay viên miên là exceptional case đây này ở đây dương bạn là preference tìm mua nhưng nhóm ở go into detail này bây chưa một buổi chia đang bán ở course đang bán dương chỗ từ mua website bỏ Crisco nắng bỏ hàng Australian cầu mình nấc hay ở kim miên filter chờ nó tăng bị state đại dương chọn tôi hiện nấc state khang né vấn đề nhóm suggest thêm này ở khía add make use of filter course đại dương chọn hiện dương add design based on course hay dương chạm xung lại người tịch tạm tạm khỏi nên người chẳng bớt sân chia nọ điện đăng thà này ở khía chọn hiện ấy giá dương add the same type course đại dương chọn hiện tới ưu thì họ đôi chìa nhóm hiện Entrepreneurship and Innovation chân nhóm type Entrepreneurship and Innovation hay dương mơ tới thật táo miễn sẽ còn chi lại nà khá là để còn offer course nâng chân ưu thì họ được miễn ANU miễn UQ miễn là trộ dân nhóm chỗ tôi mơ sẽ còn chi lại nì mùi để còn offer course nâng hay nhóm mơ tôi lưu program requirement bỏ kê cái đôi chìa course profile bỏ kê nâng mấy ao dương kết ở xem thế sẽ là nâng đại provide a course để dương chấp ở rộng nâng viết thử nâng ấy để dương chọn hiện mẹn ọt phù tụng bây chìa Entrepreneurship and Innovation mẹn bắn tác bì sẽ là môi tư sẽ là môi cư offer khó khăn nha thử ghế nâng ấy chẳng dương ad make use of a filter course nâng bạn bắn tác bởi dương hát nâng hay dương chọn hiện ấy tế dương ad per filter broad field chẳng là nó bây giờ dùng per filter nâng vì chân sơ cái giá liền tròn tích tại vì ad give you overview thật ta nó không sẽ coi chỉ lấy nó xử lý nó miên mũi chia cái khác để dùng ad chạp ở rộng bàn ad chữ rơ dược bàn chẳng là nâng bẹp quan tâm nâng chân đoạn tí mùi cho đó chúng ta tiếp bí cứ thả tá dương chơ rơ sẽ là biếp nè chẳng nhung bài tư lơ factor cho nó muốn bấy tìm mối cứ dương mơ thả tá sẽ có chi lấy những cái well recognized bằng nè rồi có leading university bằng nè đã chẳng nơi khăn ông ô xử lý nắng cái miền sẽ có chi lấy bấy để cái ai thành group of eight để chia sẽ có chi lấy đại là bay cái đôi chia the leading university in Australia các nông miền đôi chia the University of Queensland miền ở Monash University ANU miền University of New South Wales miền Melbourne University miền University of Western Australia hay University of Adelaide bông bay nữa nên hãy đăng tải bông bay nữa các nông chắc này ở đây ai xem ra chắc chưa được sẵn lá ai từ lớn à thà ta sẽ có chỉ lại những lịch đi tập bản nè chẳng ngờ bờ sân chỉ mụn chỉ để nè hiền lắm
mean nó không à sẽ còn chỉ lại bằng vậy nó cứ được bài xuống chẳng dừng at make a good decision này nâng này vấn đề từ lời cái thi riêng tiếp bị dương bạn bật có theo ranking bỏ sở lại vì ai chỉ ranking bỏ program nhìn mùi này đã ở đây có ai xong ra chấp chơi rơi sở lá tam ranking bỏ course này ưu tí đôi chìa University of Queensland mình good rank xong course rồi có program tặng ở đây và đấy đôi dù khíu bẹp quan năng business and economic cứ one of the top được không Australia năng có đôi chìa agriculture này hay đôi sẽ còn chỉ là QUT ở Queensland này ở miền này group of A gì còn ta một buổi chia bẹp quan tâm năng communication cứ QUT lệ mùi digital communication chân này ở nơi có ác chưa rớt một buổi chia chưa rớt sở lẽ ai từ lớn ở cả ta mùi đằng này nâng này hay cho nó tiết mấy nhưng cái thang ăn bẹp bọt đang chuyển đổi chất nam đại dương cho hiền chẳng bao hiền master degree course work với ăn mà chất nam cả lá rồi có pi chất nam chẳng những ăn design bachelor à chuyển đổi chất nam đại dương cho hiện đại hay bom miền đó nó cứ miên nó không detail program bỏ sala đại dương cho hiền năng ngọt hay mua tiết đại dương cho note phép này lại còn ăn chạp vào đó lơ University of Melbourne nữa đấy còn là tam ở ngoài để nhóm đăng pin mật phe này còn hiện này education nơi không website bỏ sả lá cứ view program đăng pin chứ nào vấn đề đòi xa tại Atha quạt hiện bachelor này view relevant đấy nhưng bây giờ dương đã từ AAS nó dương đã pin chứ nào vấn đề trong phần job cứ cái cách dương so tầm mạch nam ấy rồi xa cái transfer credit ấy same rồi có dương cái cách hai dương capable lắm á chân kia rồi use mau tầm mạch nam ấy nên ngày chân video ngày ní miên bản năng hay nhưng cách hai à chưa được program năng cứ chiều cho nói từ bộ đại đã ở đây thử chập làm buồn pale ta sẽ application essay một sân dưới ở đâm một chia có đôi xa là để dương chọn hiện tế dương vào bạn đồng ca ta sẽ essay này. And I hope it is helpful for you. And I wish you all the best. Bye bye.